Thôi anh Khánh à, Long ơi, lín lín đi, lín đi. Thôi, việc nó đã rồi. Bây giờ có khóc lóc giải thích, người ta ai tin thì người ta vẫn tin, còn không tin thì người ta vẫn không tin. Thôi lín đi. Lín đi ông, tôi khóc theo ấy. Nói chuyện ở góc độ đàn ông con trai với nhau nhá. Không có gì phải buồn cả. Cái đấy là việc không ai mong muốn. Long nhá, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thật sự là mình cũng chỉ là vô tình thôi đúng không? Đấy, vô tình thôi, mọi người sẽ thông cảm cho mà. Bởi vì chả có những cái clip đấy thì cũng vẫn đầy view đúng không? Nên là loại bỏ phương án câu view. Câu view thì không không ai câu view kiểu đấy. Mang vợ người khác, à nhập, mang người yêu ra để câu view. Như thế không hay. Tôi tin bạn, bạn không bao giờ bạn làm thế. Còn anh Khánh, anh cũng thông cảm cho, anh cũng rất là thương. Anh trông thế thôi mà sống rất tình cảm. Thôi Khánh lên đi. Tôi có nhờ bên mấy anh em ở bên truyền thông xóm, nó đăng mấy bài rồi đấy, đính chính lại cho. Đấy là tất cả là chỉ là sự tình cờ thôi. Tại là tại cái chị bán hàng ấy, Long livestream anh không biết. Thế thì cái bà bán hàng bà lại gọi ngay cái lúc đấy, là nó phi ra nó nghe điện thoại, thế thôi có cái gì đâu. Nó cái anh ấy nó thích ăn ớt, nó ăn cay lắm. Nó bảo xin thêm ớt đấy. Nghe cái đoạn xin thêm ớt đấy là tôi tin là thật. Tôi tin là chỉ là vô tình thôi. Mọi người hiểu chưa? Đấy thôi có gì mọi người bỏ qua. Đừng moi móc nữa để cho tất cả mọi người đều yên. Mà tôi lên những cái kênh này, tôi ngày xưa tôi tại tại là tại cái anh nhá, đi kể tôi học hiếu môn sinh với môn lý, thì đợt trước tôi mới lên tôi phốt thôi, nhưng giờ thì cũng không thấy nói gì nữa rồi, cũng xin lỗi rồi, tôi không muốn nói đâu. Nhưng mà thấy có view lại phải cấu cái. Nhá, anh nếu mà suy nghĩ lại Long ấy thì thôi. Quay về với anh. Để anh chỉ chỗ cho mà đi lấy thằng khác chứ anh không chứa được. Nhá, anh nhá. Cảm ơn em.